Alo, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng Văn Khánh. Thì trước khi lên những mã kèo đầu tiên cũng như những nhận định đầu tiên cho anh em trong ngày hôm nay, thì mình đã lên cho anh em hai video rồi. Trận đấu giữa nữ Bồ Đào Nha gặp đội tuyển nữ Mỹ và nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Hà Lan. Thì anh em cố gắng vào xem những thông tin cũng như là những nhận định của mình cùng với những mã kèo mà mình đưa đến cho anh em để anh em có thể tham khảo đầu tư. Thì hiện tại mình đang có hai nhóm bóng, một nhóm Zalo và một nhóm Tele. Thì với những anh em nào có nhu cầu vào nhóm để giao lưu học hỏi kinh nghiệm thì anh em có thể liên hệ với mình nhá. Có thể liên hệ với mình. Mình sẽ đưa cho anh em vào nhóm. Hiện tại thì nhóm của mình chơi rất là căng tay luôn. Để anh em nhìn qua. Nếu mà về đội ngũ mà chơi bóng cỏ bóng ảo thì nhóm mình cũng rất nhiều anh em tay to nhá, kể cả bóng cỏ hay là bóng gì. Nói chung là mình ở nhóm Tele thì anh em sẽ chơi bóng chính nhiều hơn, bóng cỏ sẽ chơi ít hơn. Còn với nhóm Zalo thì anh em mình lại chơi bóng cỏ nhiều hơn nhá. Đây như hôm qua ông này ông ấy làm phát 198 củ anh em ạ. Thực sự là anh em ở trong nhóm của mình đánh thì rất là cháy luôn. Đây là cho anh em xem kèo ông ấy ném. Toàn giã 10 củ, 15 củ thôi. Cho nên là anh em nếu mà cần mà nhóm để giao lưu học hỏi kinh nghiệm về cái bộ môn bóng ảo cũng như là bóng cỏ thì cứ liên hệ mình. Cũng như là bóng chính luôn nhá. Thì với anh em nào mà chưa có trang chơi uy tín rút nạp ok. Thì hiện tại mình đang chơi trên một trang trả trước cực kỳ uy tín và rút nạp cực kỳ ok anh em nhá. Và một ngày rút nạp được rất nhiều lần. Với những anh em mà đam mê bộ môn xiên ấy thì ở trên một kèo ở một trận đấu thì anh em có thể xiên rất nhiều kèo với nhau. Còn với những anh em nào mà chưa biết gì về banh bóng, chưa cách biết cách vào kèo, cách đọc kèo cũng như là cách chạy kèo thì anh em có thể liên hệ với mình sẽ hướng dẫn anh em một cách nhiệt tình nhất. Và mình cũng xin nói thẳng với anh em là mình là một người giới thiệu cho chơi cho Trang để kiếm cà phê nhá. Nó là một nghề tay trái thì mình lên video, anh em thấy kèo mà hợp anh em thì anh em có thể chơi và anh em vui thì anh em có thể tạo một cái tài khoản ủng hộ cho mình, phải không ạ? Chứ mình không bắt ép anh em nhá. Kèo anh em kể cả vào nhóm anh em không thích anh em chơi ngược luôn, chứ không cần nhất thiết anh em phải theo ai hết. Đó là điều của mình và vào nhóm của mình thì không lọc không phí gì hết anh em nhá. Khi nào mà đỏ hàng tuần anh em thích thì cho mình ly cà phê thì mình xin thôi, chứ còn bị vào nhóm là không mất cái gì hết kể cả kèo kia nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lên kèo và cũng đưa ra những nhận định cho anh em ở trận đấu giữa nữ Trung Quốc và nữ Anh. Thì như anh em biết rồi, ở trận đấu này với đội tuyển nữ Trung Quốc thì họ bắt buộc là phải thắng, gần như là phải thắng anh em ạ, trừ khi là Đan Mạch hòa hoặc thua nữ Haiti. Thì nếu mà hòa thì họ phải thắng nữ đội tuyển Anh hoặc ít nhất là phải họ. Nếu mà nữ mình nói luôn nhá, trận đấu này thì chắc chắn là nữ Trung Quốc phải thắng. Gần như là chắc chắn phải thắng. Trường hợp nữ Đan Mạch để thua nữ 24 tự đội tuyển nữ Haiti mình nghĩ là nó sẽ không xảy ra đâu anh em ạ. Nó sẽ không xảy ra đâu. Và nếu trường hợp mà Đan Mạch có hòa nữ 24 nữ Haiti thì bắt buộc nữ Trung Quốc phải giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Anh. Tại vì khi hiệu số hai đội bằng nhau thì nó sẽ tính đến đối đầu. Trong khi đó thì đối đầu đội tuyển nữ Trung Quốc đã thua đội tuyển nữ Đan Mạch với tỷ số 0-1. Cho nên là trận đấu này thì bắt buộc đội tuyển nữ Trung Quốc phải giành chiến thắng thì mới có cửa đi tiếp. Theo quan điểm của mình là như vậy. Còn với đội tuyển Anh thì họ chỉ cần một trận hòa là họ có thể đứng đầu bảng rồi. Cũng như là nếu trường hợp họ thua thì nếu mà Đan Mạch hòa Haiti hoặc Đan Mạch thắng Haiti một bàn thì Anh vẫn đứng đầu thôi. Tại vì là tính về thành tích đối đầu thì Anh lại hơn Đan Mạch. Nhưng mà trường hợp mà Trung Quốc lại thắng sâu hơn, mà trường hợp Trung Quốc thắng Anh là không phải là điều không thể anh em nhá. Anh em nên nhớ rằng Trung Quốc và Anh đã từng hai lần gặp nhau. Ở một trận giao hữu thì Trung Quốc thắng một trận và Anh thắng một trận. Nói chung trong bóng đá mà khi trình độ người ta đã tiệm cận nhau thì rất khó để nói. Trừ khi những đội nó quá chênh lệch đẳng cấp thì cửa thắng nó mới không có thôi. Anh em nhé.
Cho nên là ở trận đấu này thì mình sẽ không đặt cửa vào đội tuyển Trung Quốc và mình vẫn tin tưởng vào đội tuyển Anh. Mình nghĩ là các cô gái đến từ xứ sở sương mù sẽ vẫn cố gắng để giành được những điểm số, để có cái sự hưng phấn để đi vào vòng 1/8. Và trận đấu này thì nó sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ chiều nay anh em nhé. Hiện tại thì đội tuyển Anh đang có 6 điểm với 2 bàn thắng qua 2 trận đấu. Còn đội tuyển Trung Quốc thì có 3 điểm qua 2 trận đấu và hiệu số đang là dương 0. Đối với đội tuyển Trung Quốc thì việc trước chiến thắng trước đội tuyển nữ Haiti thì họ đã chấm dứt chuỗi trận 2 trận liên tiếp không thắng. Đây, nó thể hiện qua cái này. Trước đó ở những trận giao hữu thì Trung Quốc hòa Colombia, hòa Nga và thua Tây Ban Nha. Nói chung đội tuyển nữ Trung Quốc cũng không phải thuộc dạng dễ bắt nạt đâu anh em ạ. Kèo đội tuyển Anh chấp một hòa ở trận đấu này như mình thấy nó cũng là khá cao nhé anh em nhá. Khá cao đó. Khá cao. Thì với trận đấu này thì mình sẽ đi nhanh. Sẽ đi nhanh kèo cho anh em thôi. Ở trận đấu này thì về cái phong độ gần đây thì như anh em thấy rồi, đội tuyển nữ Anh có 2 trận giao hữu thì họ thua Úc 0-2 và thua hòa Bồ Đào Nha ở những trận giao hữu trước thềm vòng chung kết World Cup. Cho nên trận đấu này thì mình nghĩ rằng đội tuyển Anh sẽ đá giữ sức nhưng mà họ vẫn cố gắng để giành được một chiến thắng tối thiểu anh em nhé. Thì tiếp theo mình sẽ đi tới cái kèo mà mình muốn lên cho anh em. Thì trận đấu này thì mình nghĩ rằng đội tuyển Trung Quốc vẫn sẽ ghi được bàn thôi. Mình nghĩ rằng đội tuyển Trung Quốc vẫn sẽ ghi được bàn. Thì anh em có thể đầu tư vào cái mức kèo nhẹ là tài 2.25. Bỏ đủ ăn 99. Ở trận đấu này thì như anh em biết là đội tuyển Anh thì không nhất thiết phải thắng, họ chỉ cần có một trận hòa là họ đã có ngôi vị đầu bảng rồi. Còn nếu trường hợp họ thua thì đừng thua nhiều quá 2 bàn thì là họ cũng vẫn có một chân đi tiếp thôi, khả năng cao là như vậy. À, nếu họ thua 2 bàn họ không có, khi đó hiệu số về dương không, khi đó Trung Quốc sẽ hơn Đan Mạch thắng. Nói chung là bắt buộc là đội tuyển Anh vẫn phải hòa hoặc thắng. Còn trường hợp đội tuyển Anh thua thì đội tuyển Anh sẽ bị loại anh em nhé. Thì trận đấu này mình sẽ đưa đi anh em đi tới với 3 cái mức kèo. Thì đầu tiên anh em có thể vào nhẹ cái tài 2.25 FT cho mình. Với cái kèo chấp 0.25 HT và chấp và tài 0.75 này thì anh em hãy đợi tầm 10 phút. Khi kèo ăn full tất cả thì anh em có thể vào anh em nhé. Rồi video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh em.